Rồi, hello anh em, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2023. Thì hôm nay thì tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em nha. Đó, thì lửa bổi thì em còn rất là nhiều. Ngày hôm qua thì do em lên clip nó hơi trễ nên anh em mua thì nó cũng không có được nhiều, với lại thời gian nó cũng ngắn. Đó, với lại buổi tối thì anh em cũng ít qua lửa lắm anh em. Tại vì thường anh em lửa buổi sáng với buổi trưa thì nó rất là nhanh. Đó, thì ở đây thì em còn tầm khoảng 20 mấy con, thì em sẽ quay mấy con đẹp đẹp để cho anh em dễ lựa. Thì đợt này thì em về lửa rất là đẹp nha anh em, lửa Gia Lai. Đó, chim là ăn uống đầy đủ nên có da có thịt hết nha, không có yếu nha anh em. Đó, lửa Gia Lai thì anh em cũng biết rồi, giọng là rất là hay. Đó, bản đuôi thì nó cũng rất là đẹp, ở tướng tá này cũng rất là đẹp luôn. Đó, với lại mùa này nó vô mùa sinh sản nữa anh em, thì nó nhanh chơi rất là nhiều luôn. Đó, thì đợt này em về hàng rất là đẹp nè, thì con lọc số 11 nè anh em. Đó, hàng về đẹp, tôm nhiều nha. Đó, đây, đây để em quay mấy con này. Lọc số, đây là lọc số 11 nha anh em, tướng tá rất là đẹp luôn nè. Đó, đây, rồi con này con số 9 nè. Đó, tôm nè anh em, thấy cái đuôi nó cong nè. Đó, lồng số 9 nha. Đó, rồi bên đây, bên đây thì lồng số 10 đi anh em, nó không có số nên anh em cứ báo anh em số 10 nha. Đó anh em, là đó thì lửa bổi em bán đồng giá cho anh em nha, là 250 một con nha anh em. Chim bổi chưa ăn cám thì về anh em nhớ tập cám nha. Còn lồng 69 này nè, quá đẹp nha. 69 bộ xẻ anh em, thấy không, tướng nè, ok ghê không, bản đuôi to nữa nè. Đây anh em, con lồng 69 này anh em, rất là đẹp luôn nè. Đó, thì cũng là lửa bổi luôn nha, lửa bổi chưa ăn cám, anh em về anh em tập cám, giá 250 một con nha anh em. Móng bò là đầy đủ hết, con 66 rất là đẹp luôn nè. Đó, con trên nữa nè, con trên hình như là con 47, tướng cũng rất là đẹp luôn rồi. Đó, thì em bán đồng giá nha, 250 một con nha anh em. Thì anh em ở gần em thì cứ qua lựa thoải mái, còn anh em nào ở xa thì em sẽ lựa, em quay qua cho luôn, em gửi cho anh em. Đây, con lồng không số nè, không, anh em nhìn con lồng không số nè, cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, rồi ok, thì em bán đồng giá nha, 250 một con chim bổi chưa ăn cám, thì về anh em nhớ tập cám cho nó. Rồi thì để em quay thêm mấy con mà tiêu biểu đẹp nữa cho anh em coi nha, cho anh em dễ lựa. Rồi thì em sẽ lên con lửa bổi lồng số 1, lồng số 1 nha anh em. Đó, thì con này thì lửa bổi nha, chim này chưa ăn cám, thì anh em về anh em nhớ tập cám nha. Đó, thì con này thì lửa bổi Gia Lai anh em, thì hôm qua về thì hôm nay thì nó đã ăn uống rồi, khỏe mạnh rồi, ra bộ dai ráng đầy đủ rồi. Đó, thì em đăng lên em bán cho anh em. Đó, thì con này tướng tá rất là đẹp anh em. Đó, lửa bổi Gia Lai nha, bộ này bộ nhỏ chim anh em. Đó, thì đợt này thì em về rất là đẹp luôn. Hôm qua thì em đăng lên á, cái thời gian nó trễ, hơi trễ xíu nên anh em qua anh em lửa nó cũng không có được nhiều. Đó, thì hôm nay thì em còn một ít thì em quay ở đây cho anh em. Đó, thì con lồng đầu tiên nha. Đó, thì anh em cứ báo em là lồng số 1 nha, lồng số 1, lồng sắt lớn lồng số 1 nha anh em. Đó, giá đồng giá lửa bổi lửa bổi hôm nay em bán đồng giá nha, là 250 một con nha anh em. Đây, tướng tá rất là đẹp luôn nè. Đó, rồi ok, đây là lồng số 1 nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em nữa. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con số 2 nha. Đó, thì con này cũng lửa bổi Gia Lai, con này thì rất là xuyên tạch nha anh em. Thì đuôi nó tầm khoảng 16 anh em. Đó, 16, đuôi tôm nhẹ nha, tôm nhẹ, bản đuôi to. Đó, bộ vừa chim thôi chứ cũng không quá to mà cũng không quá nhỏ nha anh em. Đó, nói chung thì lửa Gia Lai thì bộ nhỏ rất là nhiều luôn. Đó, rồi ok, thì con này cũng 250 luôn nha anh em, 250 luôn nha. Đó, thì đây là lồng số 2, lồng số 2 nha anh em. Rồi tiếp tục thì em lên cho anh em con này là con lồng số 3. Đó, lồng số 3 nha anh em. Rồi, con này thì cũng rất là xuyên tạch luôn nè, bộ cũng rất là đẹp luôn nè.
Đó thì con này thì đuôi tôm tôm nhẹ nha anh em. Con này cũng rất là siêu tập luôn. Anh em thấy tập không? Nè, chạy qua chạy lại rất là đẹp luôn, mỗi lần đánh đuôi là nhịp đuôi rất là đẹp. Đó, rồi, con này thì cũng 250 luôn nha. Đó, con này là lòng sắt lớn, lòng số 3 nha anh em. Đó, giá 250. Chim bổi chưa ăn cám nha. Anh em về anh em nhớ tập cám nha anh em. Đây anh em thấy tập không? Rồi, ok, đây là lòng số 3 nha anh em. Rồi, em lên tiếp cho anh em con tiếp theo. Đây là con lòng số 4 nha anh em. Đây là con số 4, con này dài chim nè. Đó, đầu hơi thắt nhẹ nè. Đó, bản đuôi to. Bản đuôi to nha anh em. Đó. Cũng là lửa bổi luôn. Đuôi nó dao động tầm 15 cho tới 17 nha anh em. Đó, con này thì nó dài anh em, 16 17 có luôn á. Đó. Chim bổi nha anh em. Đó, thì về anh em nhớ tập cám. Đó. Đây, con này tướng cũng rất là đẹp, tạch cũng rất là nhiều luôn. À, anh em nhìn tướng đó nè. Đó, chạy 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 đã không? Rồi, 250 luôn nha anh em. Đây là lòng số 4. Đó thì anh em gọi em thì anh em cứ báo số nha. Số 1, số 2, số 3, số 4 thì em sẽ biết em bắt em dễ cho anh em lắm. Còn anh em nào mà chưa coi rõ thì anh em cứ báo số lòng thì em sẽ quay Zalo em gửi cho anh em nha. Rồi, ok anh em thì ở đây thì em cũng được có ít hàng lỗi. Hôm nay anh em hỏi hàng lỗi về thả AV cũng rất là nhiều luôn. Thì hôm qua thì em về được 5 con. Ở trên đây thì 3 con nè. Ở dưới đây là 2 con. Đó. Thì lửa bổi mà bị lỗi nha anh em. Lỗi ở đây là gì? Là đa số là gãy đuôi hoặc là rớt đuôi anh em. Đó, gãy đuôi với rớt đuôi. Còn móng bộ thì đầy đủ nha. Đó, móng thì miết rồi ok. Chứ nó không bị mất móng hay là gãy móng gì hết nha anh em. Đó thì ở đây thì em có 5 con này nè. Đây 3 con. Ở đây 2 con. Đó, thì em bán là con 150 nha anh em. Con 150. Thì anh em cứ qua bắt thoải mái. Anh em dòng này anh em về thả AV đó để cho lông mùi sao ra lông lá đầy đủ chơi rồi kiểu như chơi xổ số cũng hên xui, có khi mùi sao nó ra mấy con đuôi dài nữa anh em đó, tại vì giờ nó gãy đuôi với nó mất lao rồi nên đâu biết đuôi nó nhiều đâu anh em. Đó rồi ok thì em sẽ bán cho anh em là một 150 một con nha anh em, 150 một con lửa lỗi đó. Rồi thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em. Thì hôm qua em có đã hứa với anh em á, thì quay lửa bông á anh em đó, nhưng mà hiện tại thì cái bộ bàn ghế này em mới mua đây nè. Bộ bàn ghế này em mới mua, em định là em sẽ review trên cái bộ này. Em sẽ review con lửa bông trên cái bộ bàn ghế này, sẵn em review luôn cái bộ bàn ghế này cho anh em. Thì cái này thì thợ của em đã đang bắt đầu đang đã gia công lại, tại vì cái này thì hàng nói chung thì hàng rất là ok, rất là đẹp anh em. Đó, chuẩn bị nó gia đó thì em sẽ đợi thợ em nó gia công cái bộ này, gia công cái bộ này rồi xong rồi em sẽ review lửa bông, rồi sẵn em review cái bộ bàn ghế này cho anh em luôn. Đó, anh em thì cứ qua em thì uống cà phê ăn uống thoải mái, bàn ghế là anh em thấy không? Đó, chơi bộ bàn hết sảy cho anh em luôn. Bộ này là anh em qua anh em ngồi là khỏi phải bàn luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Thì gỗ này là gỗ cẩm lai nha anh em. Đó, rất là đẹp. Đây. Thì thợ đang em đang gia công nó đánh lại xong rồi nó phủ thêm một lớp dầu nữa rồi cho nó đẹp hoàn thiện, rồi em sẽ lên cho anh em sẵn review. Thì cái bộ này em có bán luôn nha. Đó, anh em nào mà mà chơi mấy dòng nhà lớn á thì có bộ này thì muốn hỏi giá thì cứ gọi điện cho em báo giá đầy đủ cho anh em luôn nha. Rồi ok thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.